Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Và như vậy thì thời gian mà nghỉ Tết đã là trôi qua rồi và cũng là bước sang những ngày mà làm việc để mà kiếm tiền. Lời đầu tiên thì mình kính chúc tất cả các bạn là nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong năm mới 2023 và tham gia những cái sự kiện, những cái kèo Airdrop nào thì luôn luôn gặp những cái kèo Airdrop nó uy tín và chất lượng. Và đầu tiên thì mình sẽ là cập nhật bạn về cái dự án Core này. Thì dự án Core là một cái dự án là gần như đã thành công tới là trên 90% rồi. Và hiện tại thì cũng có rất nhiều cái sàn dịch lớn thì họ luôn luôn là muốn niêm yết đồng Core. Và bây giờ mình chỉ là đợi sau cái ngày mùng 6 đấy, cũng thể là nó kéo dài đến ngày là 15 tháng 2 thì mình sẽ là nhận cái đợt mở khóa đầu tiên là 25% của cái đồng Core mình đào được. Thì mình có thể là rút lên những sàn dịch hay là mình bán. Cũng như là trên cái trang chính của dự án Core là CoreDAO thì họ có tweet một bài mới nhất là có một cái, tức là một cái nền tảng là Layer Zero, là một cái nền tảng là đa chuỗi chéo ấy, thì họ cũng đang là hợp tác với dự án Core rồi. Thì thông qua đấy, cái nền tảng là đa chuỗi chéo thì mình có thể là đổi tất cả những cái tiền kỹ thuật số khác sang đồng Core này, hoặc là ngược lại mình có thể là đổi đồng Core sang những cái đồng tiền kỹ thuật số khác như kiểu là ETH sang Core hay là Core sang ETH hay là Core sang Bitcoin. Thì đấy cũng là một cái tin vui, một cái sự hợp tác khá là lớn ở bên phía dự án Core. Và tiếp theo là một cái thông tin rất là vui là CoreDAO đã được là tích hợp trên là CoinMarketCap, đã có mặt ở CoinMarketCap, nên là sau này mình có thể là check được toàn bộ những cái lịch sử giao dịch, những cái vốn hóa thị trường thì rất là minh bạch và công khai. Phần bên dưới là một số cái trang là báo BC News họ cũng đang là nói về Core nhé. Và tiếp theo bên dưới là cái mà giới thiệu về cái hệ sinh thái của Core và sự đồng thuận của là Satoshi Blur nhé. Thì cái này thì mình chỉ lướt qua thôi. Tiếp theo thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn là check được cái ví của bạn khi mà liên kết vào cái app Core này để các bạn đã được nhận cái số Core mà dự án cho bạn làm cái phí gas, khi mình dùng cái phí gas đấy để mà rút 25% mở khóa ban đầu nhé. Như thường lệ thì các bạn đăng nhập vào cái app Core này, cái số mà cái vòng airdrop nó hiện đây đấy, các bạn nhận về. Nếu như mà nó đầy là 25 vòng mà mình không nhận về thì nó sẽ là dừng dừng khai thác nhé. Ở đây mình bấm mình nhận này. Đó, như vậy mình nhận về hết này. Tiếp theo nữa cái dự án A này, nếu như bạn nào mà đăng nhập vào hàng ngày bạn nhận là 50k băm đây nhé. Ví dụ mình đang có 50k băm này. Sau 24 giờ thì mình sẽ nhận là 50k băm. Và cái băm này sau khi mà dự án đưa cái airdrop chính thức vào thì mình sẽ dùng cái băm mình nhận được để mà mình nhận cái đồng coin từ những cái dự án airdrop mà bên phía Core họ liên kết với những cái nền tảng khác. Và tiếp theo thì cái quan trọng nhất trong lúc này thì bạn cần phải kiểm tra cái ví mà bạn liên kết ở bên trong để mà nhận mở khóa 25%, vì sau cái ngày mùng 6 và cũng có thể là gia hạn tới là ngày 15 tháng 2, nhưng mà mình cứ lấy cái mốc là ngày mùng 6 tháng 2 đi. Nếu như mà bạn không liên kết cái ví vào để mà nhận 25% mở khóa Core ban đầu thì toàn bộ 25% mở khóa của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn và bạn mất cơ hội nhận 25% mở khóa ban đầu. Như vậy thì bạn nhìn thấy biểu tượng ví này, bạn bấm lên một cái nó sẽ hiện lên toàn bộ những cái ví ở bên trong ở đây. Tiếp theo thì bạn click vào cái chỗ là Core này nhá, thì nó hiện lên cái chỗ cho bạn là liên kết cái địa chỉ rút tiền. Nếu như bạn nào mà không nhìn thấy chỗ là liên kết địa chỉ rút này, nó hiện màu vàng, cũng có thể là do bạn đào sâu thì dự án chưa mở khóa cho bạn là 25% airdrop ban đầu. Còn nếu bạn nào mà nhìn thấy chỗ liên kết này thì bạn đã liên kết rồi, bạn mở ra bạn kiểm tra xem là cái mã ví bên trong của bạn nó còn hiện lên hay không. Như vậy thì bạn mở lên mà thấy cái mã ví bên trong của bạn hiện lên, của mình đang để đây, là bạn đã liên kết ok. Còn nếu như mà không thấy mã ví của bạn hiện lên hình y như kiểu là các bạn đang xem của mình đây thì các bạn cần phải là thực hiện liên kết lại. Thì bằng cách thì mình sẽ là về cái ví MetaMask ấy, mình copy cái mạng là Coinbase mình dán đây. Bên dưới là mình ghi cái mật khẩu quỹ, xong rồi mình bấm là liên kết cái địa chỉ rút thì hệ thống sẽ gửi bạn một cái mã code về cái mail. Các bạn sẽ đăng nhập vào mail, mình copy cái mã code mình dán vào xác minh cái việc mình ép cái mã ví vào đây. Tiếp theo nữa thì mình cần phải là xác minh khuôn mặt. Và sau khi mà xác minh khuôn mặt xong thì bạn bấm là liên kết địa chỉ rút nhé. Thì là mình đã là ép cái mã ví Coinbase vào trên cái app Core này để mà mình được rút 25% mở khóa ban đầu. Và thỉnh thoảng mình sẽ check cái mã ví mình ép vào đây xem nào bên phía dự án họ đã là cung cấp cho mình một cái lượng Core để làm phí gas để sau này mình sẽ là rút cái 25% chưa. Và mỗi một người thì mình chỉ được là liên kết địa chỉ ví hai lần, thay đổi duy nhất
sau 2 lần thì dự án sẽ không cho thay đổi nữa. Nên là khi liên kết thì bạn phải là kiểm tra kỹ cái mã phí mình liên kết vào đây. Và tiếp theo tới cái ngày là mùng 6 hoặc là ngày 15 tháng 2 này thì hệ thống sẽ là cung cấp cho mình một cái đường link mà mình sẽ là liên kết ở trên cái ví MetaMask, mình rút 25% mở khóa ban đầu. Thì tới ngày này mình sẽ là hướng dẫn cho bạn là rút 25% về ví nhé. Thì mình sẽ là đăng nhập vào cái đường link mà bên phía dự án họ cung cấp. Xong rồi mình sẽ liên kết với cái địa chỉ ví mà mình đã là ép vào đây đấy. Mình sẽ là claim 25% về. Thì 25% đấy hệ thống sẽ là bonus cho mình một cái lượng core làm phí gas để mà mình dùng, mình claim 25% ở khóa ban đầu. Thì bây giờ mình sẽ là hướng dẫn bạn là check cái phí gas xem nào các bạn đã nhận về ví chưa. Và nhớ kỹ cho mình là thỉnh thoảng thì bạn sẽ là mở lại chỗ là liên kết địa chỉ rút này, thấy cái mã ví của bạn hiện trong đấy là bạn đã làm ok. Còn nếu như mà chưa hiện thì bạn cần phải là liên kết lại như mình hướng dẫn nhé. Tiếp theo nữa mình sẽ về cái ví MetaMask, mình hướng dẫn cho bạn là check cái ví của mình xem là mình có nhận được cái core làm phí gas hay không đấy. Thì cái trường hợp mà nếu như mà phía dự án họ chỉ là bonus cho mình cái lượng phí gas tính bằng đơn vị là Satoshi đi, thì chưa chắc nó đã hiện ở bên trên đầu cho mình nhìn thấy đâu, vì cũng thể là nó quá bé quá nhỏ nhá, thì nó chưa chắc đã hiện lên. Thì bằng cách mà check mà dễ nhất cũng như là nó rõ nhất thì bạn sẽ là copy mình cái ví core mainnet này, các bạn vào phần là ba gạch này, bấm phần là trình duyệt. Thì ngay ở cái phần trình duyệt này, ở cái video trước mình có hướng dẫn cho bạn về cái thêm mã ví core tự động ở cái trang là core scan này, thì các bạn có thể kiểm tra là cái ví mình xem là mình đã nhận cái core phí gas hay chưa, bằng cách là mình kéo bên dưới sẽ có một cái chỗ cho mình là dán cái mã ví vào. Rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy phần là ba gạch, bạn bấm một cái này, nó ra cái ô tìm kiếm này, thì mình sẽ dán cái mã ví core mainnet mình vào đây và mình bấm một cái vợt này mà mình search vào cái lượng mà phí gas bên phía dự án họ cung cấp mình là đã là hiện ở trên ví mình chưa. Đó, như vậy mình dán mã ví xong, mình bấm một cái ô này thì các bạn kéo lên một chút này, ở cái phần balance này số của mình vẫn bằng 0, tức là trên cái ví này của mình vẫn chưa có một cái lượng sau si ở đồng co nhé. Và bên dưới thì nó thống kê là 25 cái lần mà chuyển khoản lịch sử gần nhất ấy. Nếu như mà các bạn sau này mà mình có rút hay có nạp thì nó sẽ là hiện cái phần lịch sử đây cho mình là kiểm tra. Và kiểm tra bằng cái cách này thì nó sẽ hiện cả cái lượng mà Satoshi nhỏ nhất của bạn ở đây. Còn nếu như mà các bạn kiểm tra trên ví này, nếu mà dự án mà cung cấp cho mình một cái lượng mà Satoshi nó quá nhỏ đấy để làm phí gas thì chưa chắc nó đã hiện đây cho mình nhìn thấy. Cũng như là bạn nào mà chưa liên kết ví vào cái app core này thì trong lúc này bạn cần phải là liên kết ngay cho mình. Và bạn nào mà chưa thêm cái mạng là core mainnet này thì các bạn sẽ là copy cái đường link ấy, mình để ngay bên dưới phần ở mô tả. Bên dưới phần mô tả mình có ghi là link thêm ví core tự động, thì bạn sẽ là copy cái đường link đấy. Các bạn mở cái ví MetaMask lên và đăng nhập vào ví MetaMask này, ở cái phần là ba gạch bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào phần là trình duyệt ở đây cho mình, thì đây chính là cái đường link mà thêm ví tự động, cũng là cái trang là core scan để mà mình check lịch sử giao dịch của mình. Thì các bạn kéo bên dưới, các bạn nhìn thấy chỗ nó ghi là core network này, thì mình bấm lên một cái thì nó tự động nó sẽ là thêm cái mạng core mainnet vào cái ví MetaMask cho các bạn, và mình không cần là thêm thủ công, tức là mình thêm là hoàn toàn tự động và nó khá là nhanh. Rồi, và như vậy thì bạn nào mà đã liên kết ví rồi thì các bạn sẽ là mở ra, các bạn kiểm tra xem là cái mã ví của bạn đã là hiện màu sáng bên trong chưa. Còn nếu như bạn nào mà chưa liên kết mã ví thì trong lúc này các bạn liên kết ngay đi, sau cái ngày mùng 6 tháng 2 thì bạn sẽ là không còn cái cơ hội để mà mình liên kết ví để mà nhận được 25% core mở khóa ban đầu. Còn phần cuối mình cập nhật bạn về cái thông tin là ở trên cái trang chính CoreDAO này, thì họ có tweet một cái bài cách đây là 2 ngày là họ công bố về cái việc họ hợp tác với một cái nền tảng chuỗi chéo là Layer Zero NAP. Đây là một cái nền tảng chuỗi chéo thì cho phép mình là kết nối với cái nền tảng này, các bạn có thể là hoán đổi những cái tài sản kỹ thuật số từ là Bitcoin, ETH hay là tất cả những cái đồng token khác sang cái đồng Core này, hoặc là ngược lại, tức là từ đồng Core này mình có thể là hoán đổi sang những cái đồng quay khác. Và như vậy mình đã là cập nhật bạn về dự án Core và cũng là hướng dẫn bạn là check ví ở trên là Core Scan xem mình đã nhận cái số sau si làm phí gas để mà claim 25% mở khóa Core chưa. Còn bây giờ mình chuyển sang cái phần là quay thưởng cho bạn. Ở cái video trước như thường lệ thì cứ video này mình lại lấy ra cái comment trên cái video trước, mình sẽ là quay
em vừa làm cái quà tặng cho các bạn. Nên là các bạn xem video thì các bạn để lại cái comment bên dưới để mà tham gia cái quay Evan Random nhé. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Na Cao Thủ Kiếm Tiền nhé. Chúc mừng bạn. Bạn thứ hai là bạn Đức Phạm nhé, chúc mừng bạn. Quên mật khẩu đăng nhập. Quên mật khẩu đăng nhập thì khi mà đăng nhập vào mình bấm là quên mật khẩu thì hệ thống sẽ gửi cho mình một cái code về mail. Bạn mở cái mail lên, copy cái code mà hệ thống gửi về, mình dán vào chỗ xác nhận và mình sẽ là tạo mật khẩu mới mình đăng nhập. Và như vậy hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã phí TEDx mình trả thưởng. Còn video này mình xin được là kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.